Thưa quý vị, bão số 1 sẽ gây gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, giật cấp 12, cấp 13 ở vùng ven biển Quảng Ninh đến Nam Định. Sâu hơn trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Sức gió này có thể làm tốc mái nhà, ngã đổ cây xanh, gây thiệt hại lớn. Vì vậy, ngay từ lúc này, quý vị và bà con cần chủ động gia cố, chằng chống lại nhà cửa, chặt tỉa cây xanh trước khi bão vào. Cùng với gió mạnh thì bão cũng sẽ gây ra một đợt mưa rất lớn từ thứ 3 đến thứ 6 tuần tới cho Bắc Bộ. Tổng lượng mưa dự kiến là 200-400mm và có nơi trên 500mm. Mưa dồn dập nhất là vào ngày và đêm thứ 3. Các đô thị gồm Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long có khả năng bị ngập. Cùng với đó, mưa lớn cũng dễ gây ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Trước khi có mưa lớn, Bắc Bộ sẽ nắng nóng nốt ngày mai. Thủ đô Hà Nội, Hòa Bình, Ninh Bình, Hải Phòng, Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai nắng nóng gay gắt 37-38 độ. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đêm nay và trưa chiều mai tiếp tục có mưa nhiều. Nhiều điểm mưa vừa mưa to với lượng từ 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 80mm. Mưa to trong thời gian ngắn dễ gây ngập úng ở vùng trũng thấp các khu đô thị. Cùng với đó là sấm sét, gió giật nguy hiểm trong cơn dông. Cuối bản